đi vào. Thế là tôi vào là đến nơi thì khoảng hồi nó khoảng 4 rưỡi, thì là ở đó là nó thuộc trời mùa đông là 4 rưỡi, nó sương so với lại khó đó nó lên mù mịt tối tăm rồi. Thì tôi nghe nó bán bên này hai phót, bên này nó bán hai phót. Tôi mới nói với anh em tôi nói đó bây giờ hắn chuẩn bị biệt kích hắn xuống rồi đó, cho nên là mình bấm vô hết cẩn thận chứ không rồi đi chọc mặt nó đấy. Thế coi như bắt đầu tôi bấm vô thì đúng là nó xuống ở trên hai toán, nó xuống nó gặp nhau cái thì bắt đầu nó vô đồn. Tôi mới rút khẩu súng ngắn rồi tôi lên đoạn tôi đi trước, tôi nói anh em theo tôi ngay chưa, hễ bò tôi chặn cái ta lại là dừng, mà tôi không chặn thì tôi đi là cứ đi ngay chưa. Thì tôi đi thì bắt đầu nó đi khoảng độ là cách cái sân ba của nó là khoảng 500 mét, đó là bắt đầu nó đã gà mình, nó gà mình định hướng nó gà mình Cà La Mau đó. Thì tôi thấy nó gà xong rồi cái là bắt đầu là dừng luôn lại, thì là bắt đầu tôi đến thì chỗ đó là tôi đi trước rồi, bắt đầu tôi đến thì đúng là của mình Cà La Mau. Bắt đầu tôi dón miếng giấy lên đó cái tôi tiếp tục tôi rút kíp nổ ra, cái bắt đầu là tôi ngoác anh em đến. Thì coi như đến vừa đến 5 giờ ấy là nó vô hết, thì tôi gỡ bả của mình định hướng, và đồng thời là tôi vừa đến lớp rào thứ nhất của nó. Thì coi như là đến lớp rào thứ nhất rồi thì coi như bắt đầu là tiếp tục là trong đêm đó là tôi chia là cho đại đội trưởng đi một hướng, còn tôi đi một hướng, là bắt đầu là vô trong nơi là đại đội trưởng là lên chuẩn bị. Cái chỉ huy của sư ngụy nó đám cách chỗ trà cân chỗ sân ba khoảng 250 mét, còn cái chỉ huy chính của nó là của Mỹ là nó đám giữa sân ba. Tôi đi chuẩn bị cái chỉ huy sở của Mỹ, còn đồng chí Võ đại đội trưởng là lên chỉ huy sở của ngụy. Anh em chuẩn bị xong rồi do ngồi hàng rào thứ nhất gặp nhau, coi như chuẩn bị vô. Tôi chuẩn bị đi hết trong đấy là chỗ nào hầm của Giạc Lá, rồi chỗ nào là hầm của là chỉ huy, chỗ nào là kho xăng, chỗ nào là kho bom, chỗ nào là chỗ nào là kho đạn rút kết, chỗ nào kho đạn pháo, là chuẩn bị cho anh em hết, đâu vào đó hết rồi xong ra là coi như đi về luôn ở ngoài chỗ căn cứ đơn vị. Thì tôi nói với anh em tôi nói nếu mình chuẩn bị mình quánh này thì thôi, mà mình không quánh này là mình này mình đem vô mở quả cách nhau khoảng 10 mét là xóm là bọn nó ra nó dính hết ha. Cho nên là nó gà nó có sơ đồ, mình bây giờ chuyển vô cũng có sơ đồ ha. Cho nên nó thế cuối cùng là do ngồi kia bắt đầu là điện luôn về ngồi bộ, điện luôn về ngồi bộ ổng nó quánh ra. Bởi vì khi ở ngoài đó rồi là lệnh cho bộ tư lệnh đặc công, bộ tổng tham mưu là làm lệnh cho là bộ tư lệnh đặc công bàn gió nào cũng phải đánh cho được sân ba Trà Cơn, chứ không còn cách nào khác. Thế ra điện rồi cái ổng cho lệnh quánh Nga. Thì tối hôm sau là bắt đầu là tôi chuẩn bị là tôi đánh Nga, tôi chuẩn bị là 32 đồng chí, trong đó là có trang bị đầy đủ tất cả các loại vũ khí. Thế thì là đồng chí Võ là phụ trách là đánh lên cái chỗ chỉ huy sở của sư ngụy. Tôi hay là một mũi là tôi đánh thẳng vô, tôi đánh của bộc phó là bả ký đầu tiên xuống cái hầm chỉ huy sở của Mỹ. Thế bắt đầu cho anh em mong vô, bắt đầu đến giờ là bắt đầu tôi nổ của bộc phó bả ký. Sau đó anh em tiếp tục nó đánh trong vòng là 30 phút thì cái trận địa phố của địch đó là bị anh em ta đánh vào, đồng thời là ta dùng có cái lỗ mìn đó hẹn giờ ta gà, nhưng mà nó lại nổ không đúng giờ. Thì coi như nổ toàn bộ có cái kho đoạn của địch mà nó chưa có nhà kho, nó đổ từng đống rồi nó chắc bật, nó đại bật lại đó, nhất là đoạn rút kết. Thì coi nó nổ, khi bắt đầu đoạn nổ lên thì nó hủy diệt toàn bộ cái sân ba Trà Cơn, và đồng thời coi như là cả lính của mình và cả của nó, coi như anh em cũng đều là hy sinh hết. Và đồng thời tôi chỉ sau đó tôi quánh xem rồi tôi xuống chiến hồ thì nó chết, nó làm cái chiến hồ cũng nhiều, và đồng thời là máu lưỡi lúc mới có luôn. Thì tôi mang chiến hồ tôi ra tôi cũng bị thương, một đồng chí liên lạc đi với tôi nữa cũng bị thương. Cái thì sau tôi ra biết đến 4 giờ sáng thì tôi mới ra được cái lớp rào cuối cùng. Thì do đâu lúc kết nó vẫn nổ, nó phóng, tôi bị thương lần thứ hai nữa. Thì sau đó tôi ra tôi nói chắc chỉ còn một mình tôi với là một đồng chí liên lạc đi với tôi thôi.
Nhưng mà sao do gì là cuối cùng là gì là còn được là bốn đồng chí có hai đồng chí gì trước. Thì bởi vì cái trận này nếu mà tôi đánh theo lệnh của bộ tổng tham mưu và đánh theo cái lệnh của bộ tư lệnh đặc công á, thì tôi không phải hy sinh trận đó, mà tôi phải hy sinh ít nhất là cũng phải là tôi dùng hết tiểu đoàn á, là tôi cũng phải hy sinh hay là ít nhất cũng mấy trăm. Nhưng mà vì tôi nói là không đủ điều kiện mà mình tổ chức một trận đánh mà mình có tiểu đoàn mà tổ chức đánh diệt cái là bò sư nó đám trong này như thế này thì coi như mình cũng bỏ sót hết. Nếu mình dùng hết tiểu đoàn mình cũng bỏ sót hết. Cho nên thôi bây giờ thò mình hy sinh chừng đây để giành thắng lợi và đồng thời làm đúng cái lệnh của Bộ Tổng Tham mưu và cái lệnh của Bộ Tư lệnh Đặc công. Cho nên là tôi nói với các đồng chí ở trong ban thường vụ cũng như ở trong ban chấp hành đảng ủy là tôi nói tôi chỉ dùng chừng đây tôi sẵn sàng hy sinh. À, chứ còn tôi không dùng hết tiểu đoàn. Nếu tôi còn mà ở trên nói tôi không dùng hết tiểu đoàn thì tôi sẵn sàng nhận kỷ luật. Chứ còn tôi thấy rằng là cái trận đánh này mà nếu dùng hết tiểu đoàn thì mình cũng sẽ bỏ sót hết. Bởi vì cái lực lượng nó quá đông mà mình quá ít. Cho nên là mình chỉ diệt hai cái chỉ huy sửa là lớn nhất của nó là mình đã giành thắng lợi rồi. Thì sau cái trận đánh này coi như tôi diệt toàn bộ sân ba Trà Cơn và xe của sau đó là anh em mình họ vào họ bắt sóng họ thu lên trên cái đường chín là hàng trăm chiếc M118 và M141 còn vật lá của mình ấy vô nó lá toàn bộ cái máy ba trực thăng ấy về ngoài sân bay Gia Lâm cũng phải nói là 60-70 chiếc còn coi như toàn bộ cái sân bay đó là cô quỷ gì hoàn toàn và đồng thời nó rút Nga và đồng thời tiếp tục đó là mình giải phóng miền Nam này cái lực lượng của nó những cái sư mệnh của nó không còn nữa mình đã diệt mất. Cho nên là sau đó là coi như là tôi được gì gì mà Bộ Tư lệnh Đặc công tôi nghỉ thời gian ở sau đến năm 73 thì là Bộ Tư lệnh là đưa tôi qua bên sân bay Gia Lâm là đi tập đánh B-52 nhưng mà mình không có B-52 mình chỉ có C-130 đồ hay là có cái loại máy bay khác không có thì tôi qua đó tôi tập thời gian là 1 năm và sau đó là tôi tiếp tục tôi đi làm nhiệm vụ đặc biệt ở bên nước bọn tôi qua bên nước bọn tôi cũng lập được một chiến công là lớn sau giải phóng sang miền Nam là được lệnh cho tôi về nước thì tôi trở về nước. Cho nên là trong cái cuộc đời của tôi và trong cái giai đoạn còn ở quân ngũ mà những cái nhiệm vụ ở trên giao cho tôi làm ấy nói chung tôi là chỉ có được là khen thưởng thôi chứ không có được phê bình mà không có được cảnh cáo. Cho nên là cuộc đời tôi thấy cũng thỏa nguyện là đối với đảng đối với nhà nước. Cảm ơn bác. Các bạn thấy không, câu chuyện chỉ có ít phút thôi nhưng mà tôi có cảm nhận là thật sự tôi cũng có vinh dự được gặp khá nhiều anh hùng. Và tôi nghĩ rằng với tiêu chí để phong anh hùng thì có lẽ là anh hùng Nguyễn Thanh Khối sẽ là một siêu anh hùng. Khi đánh cái kho xăng Đông Hà thì lúc đấy là bác đang giữ chức vụ và cấp bậc gì ạ thưa bác? Tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng. Dạ. Trước khi trở thành đặc công thì bác thuộc đơn vị nào và vì sao bác lại được chọn vào đặc công? Thưa các đồng chí rằng tôi được đứng vào cái hàng ngũ của binh chủng đặc công là một binh chủng hết sức là đặc biệt tinh nhuệ và do đảng và nhà nước ta mà đứng đầu là phải nói Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập cái binh chủng đó, cho phép đảng và nhà nước được thành lập cái binh chủng đó thì là tôi được vinh dự rằng là tôi giác ngộ cách mạng từ hồi còn 7-8 tuổi là một. Cái thứ hai là gia đình tôi là gia đình có một cái truyền thống và đồng thời địa phương tôi là một cái địa phương có một cái truyền thống đánh Mỹ. Cho nên từ đó là tôi cũng vinh dự lên được đứng vào trong binh chủng đặc công và em tôi đi trước tôi 1-3 tháng thì em tôi cũng được đứng trong hàng ngũ của binh chủng đặc công tức là ở tiểu đoàn 409. Em tôi hy sinh năm 64 ở tại cao điểm 859 ở Kỳ Trò tức là Chấp Chè, cao điểm Chấp Chè đó là em tôi cũng
hy sinh là trước tôi. À, cho em tôi là trong chiến đấu em tôi cũng rất là dũng cảm, mới lên trung đội trưởng đánh đồn Chấp Chè là đánh cung kiên là đầu tiên là của 409 đó thì em tôi hy sinh. Dạ cảm ơn bác. Sân bay Tà Cơn có phải là trong một cái bài hát tiếng đàn ta lư có cái câu là đồn Tà Cơn năm nào bốc cháy, năm nào bốc cháy, có phải chính là cái trận này không ạ? Dạ, trước nó là trước. nhiều trận trận quân giải phóng là của chúng ta đánh nó bất hòn bất rút là trước, đánh nhiều trận, đánh nó phải bỏ, cho nên lần này nó đưa ra đó là bo sư để làm nó lập lại cái thằng Ba Tà Cơn là để nó đánh ra miền Bắc, đánh qua lò mà nó đã đổ qua đất bọn thế rồi trên chục cây số rồi, nó ở sau vòng đất bọn chục cây số rồi. Cái sân bay Tà Cơn mà trong cái bài hát tiếng đàn ta lư ấy thì em nhớ có một cái câu là đồn Tà Cơn xác giặc chất đầy, thì em thấy nó phù hợp với cái lời kể của bác Khối. Vâng, trong cái cuộc hành quân Lam Sơn theo cách gọi của Mỹ và các đồng minh của họ, cái cuộc hành quân Lam Sơn thì họ mở rất là lớn và muốn là đánh cái căn cứ của mình, cái đường tiếp quân của mình ở bên ở từ Bắc vào Nam, dạ, ở trên đất Lào. Và đơn vị của bác là một đã làm một cái việc mà em cho là bẻ gãy được, tức là quyết định trong việc bẻ gãy cuộc hành quân này, đó chính là phá hủy toàn bộ cái sân bay này và những cái thứ giống như là người ta cắt cái phần hậu cần, cắt quân lương. Thì tuy nhiên thì theo như bác kể thì là 32 đồng chí đi và chỉ có 4 người trở về. 4 người về. Dạ. Và 4 người quay trở lại, thì cái sự hy sinh của chúng ta một cái mất mát cũng về, nếu mà nói về số lượng thì không phải là nhiều so với một cái hiệu quả của trận đánh. Nhưng mà với cái tính tinh nhuệ của đặc công thì mỗi chiến sĩ đặc công là có một cái sức là đáng kể, thì đấy cũng là một cái tổn thất. Em thấy đến cái đoạn mà được sang nước bạn và cũng lập công lớn thì bác Khối có ngần ngừ và không nói tiếp nữa. Thì chỗ này thì em cũng xin được tự nói thôi, và nếu mà đúng thì bác gật đầu. Đó chính là trên đất Thái Lan. Và với cái cách đánh của bác và vào những cái địa điểm rất là quan trọng và những cái trận đánh rất là nổi tiếng, ví dụ sân bay Đông Hà hay là sân bay Tà Cơn, hay là trước đấy nữa thì đánh những cái đại đội Mỹ rồi trung đội Mỹ bằng những cái lực lượng của mình là yếu hơn hẳn, bé hơn hẳn, ít hơn hẳn, nhưng mà vẫn gọi là đánh nhanh và tiêu diệt gọn. Thì em đoán là bác tham gia vào cái trận sân bay bên Thái Lan. Vâng, cái sân bay mà nó có máy bay B-52. Sân bay U Chăng Tao, U Đông, Cò Rọt. Tâm Pao, đúng rồi ạ. Có đúng không ạ? Dạ. Có thể là vì thế này hay thế khác thì người anh hùng của chúng ta không muốn kể câu chuyện này. Nhưng thực ra thì bây giờ những thông tin này ở trên mạng cũng rất nhiều. Và các bạn có nhớ là khi nói về những trận chiến đấu ở trên đất Thái Lan, tiêu diệt các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Thái Lan, trong đó có sân bay U Tâm Pao, và đặc biệt là đánh máy bay B-52 ngay khi nó chưa kịp cất cánh để sang phá hoại miền Bắc, thì chúng ta cũng đã hứa với nhau rằng sẽ tìm những người trong cuộc, những nhân vật đã tạo nên những cái chiến công đó. Và hôm nay ngẫu nhiên tình cờ, một sự gọi là kỳ duyên, thì chúng tôi đã gặp được người siêu anh hùng, không những chỉ lập những công lớn ở trên đất mình mà đây cũng chính là một trong những tác giả đã tạo nên những, và anh không muốn nói, tuy nhiên tôi nghĩ rằng những điều mà tôi vừa nói ra thì cũng đã phần nào chúng ta hiểu được. Có thể là vì thế này hay thế khác, nhà nước thì có những cái phát ngôn mà phải chính thức, còn chúng ta là nhân dân mà, cho nên các bạn cũng như tôi được quyền phán đoán. Và tôi thì tôi nghĩ rằng anh chính là một trong những tác giả của trận đánh mà B-52 không kịp cất cánh nữa. Nói chung ấy thì theo nhiệm vụ của anh em tôi đi xong bên đó thì
phần đồng chí nào đồng chí nấy biết, ngồi ra là không được cho chiến sĩ biết, mà cán bộ cũng không được cho cán bộ với nhau biết. Mình chỉ e làm cái gì thì người đó biết thôi. Chỉ tôi với đồng chí Tịnh, người con ngã, mà đồng chí Tịnh bây giờ cũng lớn tuổi hơn tôi, đồng chí cũng qua đời rồi. Thì nói chung là anh em chúng tôi đây là cái tâm tư nguyện vọng là ở trên Bộ Chính trị do lần này là Bộ Quốc phòng, Bộ Chính trị do là sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Anh em chúng tôi là lấy kim tích máu viết xin thề quyết tử để của Tổ quốc quyết sinh, để lên đường làm nhiệm vụ, để cho đủ cái sức tin của đảng và nhà nước. Thì nói chung là anh em chúng tôi là phần ai làm đã biết, còn tiêu vẹn cách nào rồi dùng cái đồng tiền gì thì do lãnh đạo chỉ huy trong cái đơn vị đó biết thôi, ngồi ra cũng không nói. Cho nên là tôi không được phép nói cụ thể tỉ mỉ, cho nên là tôi chỉ đại khá là nói sơ lược qua thế thôi. Bởi vì bất cứ nhiệm vụ ở đâu tôi cũng hoàn thành, và bất cứ nhiệm vụ ở đâu tôi cũng sẵn sàng là hiến thân cho Tổ quốc. Kia tôi không có từ chối, tôi không, người Việt không biết tiếng Thé tôi không đi, nói vậy thôi cũng ấy. Nhưng mà bất cứ trong lúc đó là đảng cần đau, nhà nước cần đau, rồi tôi sẵn sàng là hy sinh đó. Cho nên là nói chung là tôi cũng đã hoàn thành tất cả cái nhiệm vụ của mình. Chứ còn ở trong nước thì nói chung tôi đánh như là tôi lên đại đội trưởng của 16 á, tôi chỉ có một đại đội mà tôi dám diệt 4 đại đội ở trong công sự vẫn chắc có hầm ngầm, có đầy đủ tất cả quả lực, là tôi diệt gọn, tôi bắt là 20 tù binh phá hủy hoàn toàn, là khảo phó bây giờ là cái nơi đó là tượng đài của mẹ Thúy. Nên là tôi là diệt cái trận núi Cấm là đầu tiên. Cho nên là phải nói ở trong nước ấy, phải nói tôi đánh thì không có đơn vị nào chê. Nói chung nhiều tiểu đoàn rồi đại đội rồi là trung đội cũng có những tiểu đoàn đặc công như 409, mà tôi có đại đội thôi. Nhưng tôi đánh đau là tôi bắt tù binh đó, đánh đau là thu vũ khí đó, bởi vì là cái nhiệm vụ là của tôi khi ở trong miền Nam này là tôi không còn cái cách nào khác nữa. Cho nên là tôi phải đánh cho bằng được, do cho tôi là tôi đánh cho bằng được. Dù tôi có một hai đồng chí mà bộ đánh đè đội, tôi vẫn cứ cho đánh. Tôi tin tưởng được cái binh chủng đặc công là một, tin tưởng được cái kỹ chiến thuật của đặc công là ha. Cho nên tôi đánh là không bao giờ ở ngồi rầu tôi nổ súng vô đâu, mà tôi đánh là tôi vô giữa đồn tôi đánh ra, đánh đúng cái chiến thuật của binh chủng. Thế còn là ít nhất là sau tôi đánh là một đại đội 60 đồng chí hay 50 đồng chí, tôi vô bên trong ít nhất là cũng phải được 40, thì tôi là nắm phần thắng trong ta 100%. Chứ không bao giờ nó ở ngoài mà tôi để cho nó lộ, hay là tôi đi chuẩn bị chiến trường tất cả những cái gì mà đã trang bị cho tôi để đi chuẩn bị, để đi chuẩn bị chiến trường là coi như là tôi thu gọn đêm gì là 100%. Và lính của tôi huấn luyện là dùng đồn địch là tôi huấn luyện, cho nên là anh em nó có một cái sự tin tin tưởng ở tôi. Và đồng thời nói chung là tôi là cương vị đại đội trưởng, đúng là chỉ huy là phải đi sau, nhưng mà lúc nào tôi chỉ huy tôi cũng đi trước. Mình là tôi tự gửi cho anh em vào, và đồng thời chuẩn bị những cái lô cốt, những cái hầm ngầm, những cái nhà chỉ huy là tôi vô, tôi trực tiếp tôi chỉ cho anh em. Cho nên từ chỗ đó là những cái trận mà tôi chỉ huy đi đánh là không bao giờ thất bại. Bác ơi, như vậy là cái đại đội của mình nó là đại đội độc lập hả bác? Đại đội độc lập. Dạ. Đại đội 16 đặc công. Gọi là đặc công. Đặc công. Dạ. Đặc công như trực thuộc luôn với tỉnh đội à? Tỉnh đội. Trực thuộc tỉnh đội. Có tỉnh đội. Đúng rồi. Mà có năm Đà Nẵng. Bác ơi, đại đội này có được phong anh hùng không ạ? Đại đội tôi được phong anh hùng. Dạ. Phong anh hùng thời gian nào hả bác? Phong anh hùng sau giải phóng. Sau giải phóng, bởi vì là khi tôi ra ngoài Bắc rồi là tôi trở luồng về là đơn vị đã giải thể mất. Sau giải phóng miền Nam hay là sau giải phóng? Sau giải phóng miền Nam. Đây là cái vùng đây là gì xanh ạ? Đây là kỳ xanh. Đó là kỳ xanh, nó là tâm mỹ tây. Kỳ xanh thì được giải phóng từ năm 61, thì sau đó có bị tái chiếm không? Hay là giải phóng miết từ 61 cho đến...
Cây xanh cái sở này là coi như mình mới nấu, coi như cờ răng lược, coi như là ban ngày là mình giải phóng, ban đêm là mình giải phóng, mình làm chủ. Rồi ban ngày là nấu tới lẽ nó dùng cái lực lượng mạnh, nó còn quét luôn lẽ. Cho nên là tức là cái đồn nga chú cái nghĩa Mỹ nó là cái này là em thấy là nó là tình trạng chung của miền Nam thì phải. Tức là cứ ban ngày thì là địch, ban đêm thì lại là ta. Chiều đã có 4 giờ cái nó xuống nó ngủ. 4 giờ cái nó đi. Cái vùng này là nó có thế núi. Cho nên là nó giành giật qua lại. Còn ở như dưới tôi á, dưới biển tôi là cô sẽ thấy là nó chiếm lại luôn. Ban ngày thì dưới biển nó chiếm lại. Sau đó chiếm là nó chiếm lại. Đi sau lưng á mà. Ông này đi sau lưng cái này. Cũng đi cà phê. Anh có ơi, anh nói cái phản phục kích của anh á. Và anh có nói với tôi là anh thì ít học. Nhưng mà anh lại có cái hình như là có cái năng khiếu trời cho về cái việc đánh giặc. Cho nên khi mà anh vô Đà Công là cũng là một năng khiếu. Và anh nói lại cái phản phục kích của cách bằng. Trong cái phản phục kích ấy, thì mình thường thường trước là ở trên vùng giải phóng cái rồi tối lùng lại là đi xuống vùng địch để chuẩn bị là chiến trường. Chuyển cái này vô tí đây, nó mới đây ạ. Tôi là ở trên vùng giải phóng cái rồi tối lùng lại là đi xuống cái vùng địch là chuẩn bị là có cái đùn bốc rồi có cái nơi mà tôi có thể là chuẩn bị là để tôi tiêu diệt đó. Thì tôi đi địch thường thường là nó phục kích đè đội he đè đội. Thì tôi thường thường đi là tôi huấn luyện cho anh em tôi sẵn ở nhà rồi. Thế khi mà mình đi mà mình bóm mà mình chưa phát hiện được địch mà nó chủ động nó phát hiện được trước mình rồi ấy, là khi nó nổ luộc sống đầu thì đồng chí nào trúng rồi thì là ngã xuống hy sinh rồi thì thôi. Còn đồng chí nào chưa hy sinh hoặc có bị thương đi nữa thì nằm im tại chỗ sẵn sàng tư thế chiến đấu để biết bao giờ địch nó xung phong nó đứng dậy nó trả tới rồi mình ấy bật lại là dùng súng là bắt đầu mình quấn phóng phục kích. Thì tôi quấn rất là nhiều trận phóng phục kích thì bắt đầu sao nó bỏ phục kích. Coi như nó đứng dậy nó xung phong thì bắt đầu là tôi lật lẹ là bắt đầu là coi là anh em nó xỏ thẳng vào lại coi như chết. Đó là coi như mình làm chủ luôn, diệt luôn, còn thằng nào làm diệt luôn. Đó thì là đó là cái quấn phóng phục kích mà ít đơn vị mà làm được cái chuyện đó. Thường thường hãy đã bị nó phục kích là bỏ sót. Bị phục kích là bán là phần anh ấy trả là tuôn đoạn nó hết, còn là làm số dạ, anh em mà hy sinh ấy thì coi như bỏ sót, gọi là bị rối loạn đội hình. Nó đó, rối loạn đội hình đó. Cho nên là với những cái chiến công như vậy thì cái tên tuổi thì em nghĩ chắc là cũng khá là nổi tiếng, và địch thì thường là cũng rất là biết về ta. Vậy có bao giờ cái đầu của bác được treo dài không? Ông là ở chủ lực cho nên không biết. Không biết. Treo giải là thường là bí thư xã, thường là bí thư huyện, hay là trưởng đội công tác. Là nó treo giải chào. Còn ông này là ông ở quân ở trên một chiến khu. Nó không biết ông mua treo giải đâu. Ở chủ lực ông không biết đâu. Tìm được cái quyển ló cửa lệnh mới thấy thật sự ông gì. Được sao giờ phát bả sáu là có quyển ló cửa lệnh. Mà bác cái là có lá cờ lệnh là của nhà báo ở ngoài đó, người ta viết lá cờ lệnh. Nhưng mà người ta viết thì vẫn là qua một cái bước trung gian, và cái hay của tác phẩm là do những lời thơ, lời văn của cái người viết. Còn ở đây là một cái người trong cuộc và mộc mạc bộc bạch cái chính cái của mình thì nó